Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chống và Lân Hưng Đại. Hôm nay cơ sở sản xuất Chống và Lân Hưng Đại xin giới thiệu cho các bạn mẫu sản phẩm phun bộ lân màu vàng, hàng vẽ, đèn led rất đẹp. Các bạn nhìn nhé, đầu vẽ này bằng dạ quang nhé, buổi tối phát đèn rất đẹp luôn. Bộ đuôi lông cừu rất dày dặn, hàng cao cấp. Đấy, hai quần do cơ sở sản xuất Chống và Lân Hưng Đại sản xuất, màu vảnh, hàng chuẩn quốc tế. Mọi người cần mua hàng xin liên hệ số điện thoại 0385 768 789 để trực tiếp. Một bộ gồm đầu lân và một đuôi lân, một đuôi, và gồm hai quần lân, giá rẻ đến giá đắt. Các bạn cần mua hàng nào bên cơ sở sản xuất Chống và Lân Hưng Đại đều có hết các sản phẩm. Ok.